Con chào sư, trước đây con theo Phật giáo Bắc truyền, do có cơ duyên con đã tìm hiểu giáo lý Phật pháp căn bản và đã thấy ra một số sự thật như không có thế giới TBCL, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ không phải do Phật Thích Ca thuyết. Con đang tu tập theo giáo pháp của Đức Ngài, nhưng có một số hiện tượng con không thể giải thích do sự hiểu biết ít ỏi của mình. Ví dụ Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm không có thật y như hình tượng, vậy tại sao có người thấy A Di Đà trong lúc hộ niệm cho người chết, nhưng câu chuyện của ca sĩ Võ Hạ Trâm hoặc có rất nhiều trường hợp khẩn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài hiện ra giúp giữa ban ngày, như nghệ sĩ Vân Sơn đi vượt biên mấy chục năm trước. Con nghĩ các nhân vật này có thể sự thật vì đây là chuyện tâm linh. Con có một người bạn, chị theo Công giáo, là con chiên ngoan đạo. Nhiều năm trước chị gặp khó khăn cùng quẫn, chị đã cầu xin giữa đêm khuya, không nêu đích danh ai, chỉ là con xin các vị. Tất nhiên vị theo Công giáo thì không cầu xin Phật Bồ Tát. Đêm đó vị nằm mơ thấy Quan Âm Bồ Tát, cho dù không biết đó là ai. Cho đến một tuần sau, vô tình vị ấy thấy tượng Ngài ở nhà một người bạn, lúc đó chị mới biết là Quan Thế Âm. Sau đó cả một khoảng thời gian dài, chị luôn thấy trong mơ Quan Thế Âm hiện ra giúp chị, hướng dẫn chị tu tập. Và bây giờ chị vừa thờ Chúa vừa thờ Ngài. Nếu một Phật tử bên đài Đại Thừa thì có thể hiểu đây là người Công giáo không biết Quan Thế Âm là ai mà sự việc lại như vậy. Mong sư giải đáp. Xin lỗi, tại vì câu hỏi hơi dài cho nên sư phải đọc hơi nhanh. Nó liên quan, thứ nhất là nó liên quan đến cái sư nói ngày hôm qua đó, bữa vấn đáp trước, đó chính là thiên lệch sống sót. Thí dụ như trường hợp vượt biên này đó, vượt biên cầu Quan Âm, thấy Quan Âm cứu giúp rồi thoát nạn, thì nhưng mà quý vị có biết là có những trường hợp là chôn thay ngoài biển, người ta không tính. Có những trường hợp mà cả một con tàu nó chết ngoài biển. Phải nói là khi mà sư nghiên cứu lại lịch sử Việt Nam mình thời kỳ mà năm 75 mà người ta vượt biên, rất nhiều trường hợp đau lòng, rất nhiều người chết ngoài biển. Thì xin hỏi lúc đó người ta cầu, người ta gào rát cổ họng rồi, những nhân vật đó ở đâu? Mà tại sao người Việt mình chết nhiều như vậy? Chết nhiều dữ lắm, thương dữ lắm, tan thương, tan hoang. Thì những nhân vật đó ở đâu? Cho nên là mình bị cái thiên lệch sống sót, tức là mình chỉ tính trường hợp nào còn sống thôi, còn trường hợp chết mình không tính. Thì mình giải thích như thế nào? Hiểu vấn đề không? Rồi như cái trường hợp mà quý vị, một số người thì thấy hình tượng Di Đà, hình tượng, thậm chí hình tượng Phật Thích Ca, rồi hình tượng Quan Âm, thì những hình tượng đó toàn bộ đều do cái tưởng do mình đã thấy từ trước, hoặc do mình tưởng tượng ra. Xin thưa là hầu như mọi người khi thấy đâu có thấy được Phật 32 tướng tốt, đâu có thấy, mà chỉ thấy tới hồi mình thấy là thấy qua cái hình tượng, cái tranh ảnh, rồi tới hồi mình nằm mơ thì những cái hình tượng tranh ảnh đó nó cụ hiện hóa, chứ thực tế mình đâu có thấy thật đâu. Hơn nữa sư nói cho quý vị nghe nè, một số trang phục ở Phật giáo phát triển hiện tại là bị du nhập và bị bản địa hóa. Chứ còn xin thưa là hồi Ấn Độ hồi xưa không ai mặc đồ như vậy cả. Bây giờ cái quý vị biết cái bộ độc trang phục mà mình nói là Bồ Tát Quan Âm mặc á, xin thưa là hồi xưa không ai mặc mà tới bây giờ không ai mặc, là quá khứ, hiện tại, vị lai không ai mặc cái bộ đồ đó hết. Cái bộ đồ đó mà mặc lên nhìn nó kỳ dữ lắm, mà chỉ có hình tượng người ta làm thôi. Thì nghĩ làm sao mà mình thấy được một con người mà họ mặc cái đồ như thế? Thời Phật là chắc chắn là không có ai mặc rồi đó. Và quý vị biết là lịch sử hình thành hình tượng Bồ Tát Quan Âm, thời xưa khi mà còn ở Ấn Độ á, là còn là hình tượng người nam, mà qua bên Trung Hoa là chuyển giới tính thành hình tượng người nữ. Thì nghĩ làm sao mà có thể thấy được? Ừ? Quý vị có thấy vô lý không? Còn
Cái chuyện mà người bạn thấy thì xin thưa là nó cũng là thiên lệch sống sót thôi. Mà cái hình tượng thấy thì nó có rất nhiều nguồn. Không có đôi khi một cái hình ảnh nào đó, đâu đừng có nói mình không phải là người theo đạo Phật rồi mình chưa bao giờ thấy cái hình ảnh Quan Âm. Xin thưa là cái kiểu mặc đồ như vậy thì hình như là Bồ Tát Quan Âm với Đức Mẹ Maria nó cũng tương tự nhau á. Nếu mà mình bỏ đi một vài chi tiết, ví dụ như tràng hoa, chuỗi hạt rồi mão miết này nọ, thì hình tượng Bồ Tát Quan Âm Đức Mẹ Maria thì cũng cũng na ná nhau. Đó, thì đó, đôi khi người ta thấy mà thấy trong mơ, quý vị biết mà, thấy trong mơ thì có những cái nó mơ hồ lắm. Và nó sẽ đủ hình tượng hết, hơn nữa nó còn ảnh hưởng bởi những cái hình ảnh quá khứ nữa. Chứ nếu như đúng nha, thì trả lời giùm sư câu hỏi là tại sao hồi xưa khi người ta tạo nên hình tượng Bồ Tát Quan Âm là người ta tạo hình tượng người nam, mà bây giờ mình mơ mình lại thấy người nữ là sao? Cho nên á, những cái chuyện này nó không có cái gì để mà mình phải lo lắng, mình suy tư. Điều quan trọng là mình hãy tu tập đúng theo chánh pháp, giữ giới giùm sư, làm các điều phước thiện giùm sư, tới hồi gặp nạn thì tự mình lo mình cứu mình nha, chứ đừng có kêu gào. Thì đó là lời khuyên của sư, mà không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì những cái mà gọi là những cái hiện tượng này nè thì cũng dễ giải thích thôi vị, chứ cũng không khó gì. Đây là một cái chuyện có thật nha, tôi nói là cái chuyện có thật. Mà mấy này nếu quý vị muốn biết là sư đệ tử có thiệt không, thì quý vị tham gia những cái khóa thiền, quý vị sẽ biết là trong rất nhiều khóa thiền, trong những khóa thiền á, mà thời là cứ là thời mà sư mới tu á, thời mới tu mà sư tham gia, có nhiều vị, rất nhiều vị cư sĩ lên trình pháp về thiền sư. Thưa quý vị, sư nói là tần suất rất là nhiều nha, không hết đâu, mình rất là nhiều. Nói là con ngồi thiền xong con thấy Phật đứng trước Phật đó, đứng trước con rồi hào quang chiếu 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 ra rồi, mà thấy rất nhiều người thấy như vậy đó, mà nói là con đang tỉnh thức nha, tỉnh thức ngồi thiền con thấy rõ luôn đó, ngày gì vậy. Rồi cái rồi có một trường hợp khác đó, là có một cái vị hành giả tu bên thiền viện siêu minh đó, quý vị, viện siêu minh ở bên Myanmar đó. Nói là con đang hành thiền con thấy ngài siêu minh, mà lúc này ngài siêu minh là ngài ấy rồi, ngài mất rồi thưa quý vị, mất rồi, mất lâu rồi. Nói là con thấy ngài siêu minh đó là đang ngồi thiền nè, ngài siêu minh từ xa đi lại rồi sờ 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 lên đầu con này nọ. Đó. Thì giờ quý vị thử nghĩ đi, nếu mà bây giờ cái vấn đề mình ngồi thiền mình còn thấy Phật, thấy thánh, thấy Phật với thấy những cái vị mà trưởng lão đã từng mất như vậy đó. Thì cái việc mà mình nói là mình lúc mình cứu nạn gặp người này người kia cứu mình đó, thực sự là như vậy. Thưa quý vị, thì như vậy nếu mà nói trong chuyện tiền thân đó, những cái chuyện thân đó, là những cái hiện tượng này là nó giải thích như thế nào, giải thích thế nào cho phù hợp, xin nói nghe, giải thích thế nào cho phù hợp với kinh điển Pali thì nó vẫn có như vậy chứ phải không có, đúng không? Chứ nếu mình nói là không có thì cũng kỳ. Là giống như câu chuyện mà Bồ Tát, quý vị, trong chuyện tiền thân á, Bồ Tát á, là bị đắm thuyền á, đắm thuyền á, nhưng mà do phước báo của ngài trong quá khứ đó, thì ngài nói đối chung là trong phước báo của ngài trong quá khứ, ngài có thân bằng quyến thuộc với cái vị chư thiên đó đó, phải nói rõ là vậy, có cái ân nghĩa, gọi là đúng nghĩa là có ân nghĩa đó, có cái ân nghĩa vị chư thiên đó, là cộng thêm cái giới đức của ngài nữa, cộng thêm cái giới đức hiện tại nè, hiện tại trong kiếp hiện tại ngài là một cái người mà có giới đức, đúng không, luôn sống với thiện tâm, đúng không, luôn vun bồi những cái pháp, những cái ba la mật đó. Chính vì như vậy mà khi ngài gặp nạn dưới biển đó, thì cái vị chư thiên đó, đó mới gọi đúng hơn là chư thiên quyến thuộc mới cứu giúp cho ngài đó. Thì trong tinh thần kinh điển thì nói là mình chỉ hiểu là đó là một vị chư thiên thôi, vị chứ mình đừng có suy diễn, mình đừng có để sức tưởng tượng mình đi xa quá, mình vẽ là cái vị là thần này thánh kia các kiểu này nọ, không? Mà thần này thánh kia cái là mình, chính vì mình vẽ ra thần này thánh kia này là mình dễ rơi vào cái gọi là cái mê tín, mê tín mà gọi cực đoan như vậy, không?
Giống như hôm qua có một câu hỏi mà nói là việc đó mà mình việc đó mà những cái hàng mà gọi là chúng sanh vô hình đó giúp đỡ mình đó, thì có phải gọi là cái đó được vượt ngoài nhân quả không đó? Thì sư đưa đưa rất nhiều ví dụ, giống như là cái chuyện này, cái câu chuyện này mà hai thương nhân người Miến Điện, đây xin nhắc lần nữa, hai vị thương nhân người Miến Điện thì đang trên đường đi buôn đến gần chỗ mà Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì khi đó đó là có một cái vị chư thiên hiện ra mới báo hai ông này, báo ông này là gì, hiện ra thì mình gọi như ông Bụt đi ha, ông Bụt hiện ra mới báo vị này là hai ông đi đến cúng dường cái một cái có một cái vị vừa gọi là một cái vị mà gọi là Phật, tức là giác ngộ đó, ở đây cách đây không xa đâu, cái chỗ cái cây đó, cái cây Asatha đó, cái cây Bồ Đề đó, đó. Lại cúng đi đó. Thì trường hợp này nếu mình chính vì cái sự giúp đó của chư thiên ở đó thì hai cái vị này được vui y như bảo nè, rồi được rồi mới được xá lợi tóc Đức Phật nè. Bây giờ mình nói trường hợp này sao, trường hợp này là sao, là cái vị tiên mà báo cho hai này là do trong quyến thuộc của hai cái người này nè, hai cái vị thiên nhân Miến Điện này trong quá khứ, đúng không? Mà trong quá khứ hai ông này là có cái đơn giản là ông đi buôn, nhưng mà ông là một cái người có cái thiện tâm tốt, có đức tốt, cho nên nó bị chư thiên nó mới giúp quý vị đó. Nên là chung quy lại, trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư muốn cho lời khuyên quý vị á, là quý vị muốn biết rõ là lời lời sư nói có đúng hay không, có đúng theo tinh thần tâm tạng kinh điển Bali không và chú giải chính thống không, thì quý vị xem giúp cho sư ở trong chuyện tiền thân á, những chuyện thân, những cái sự kiện này xảy ra rất là nhiều, có nghĩa là những cái vị chư thiên mình gặp nạn á, rồi có những vị chư thiên xuống giúp này nọ, cái kiểu này nọ như vậy đó. Mình hiểu đó rằng là đây là một cái phước của mình trong quá khứ là mình từng tạo, và những người đó đã từng là quyến thuộc mình cho nên họ giúp mình, đơn thuần thế thôi, chứ không phải là một cái gì đó, một cái tha lực gì đó nó ghê gớm lắm, nó nâng đỡ cho mình và cho những cái chúng sanh khác, không phải. Mình đã không có phước rồi, không ai chứ thẳng là mình đã không có phước, mình sống ác nhiều hơn thiện rồi, thì xin thưa bây giờ có quyến thuộc mình, bây giờ là có vua trời đế thích, ông cũng nhìn mình, ông cũng ngán ngẩm, ông cũng giúp mình nói thưa vị, đó thật sự là như vậy. Mà dù quyến thuộc mình là hàng xịn á, vua trời đế thích á, ông nhìn xuống thôi thôi mày ác quá, giúp không nổi, không giúp là giúp không nổi đó. Rồi tụ chung là như vậy, để kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Qua câu hỏi tiếp